AFC Champions League, AFC Cup trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Chiều tối ngày 24 tháng 5, đội tuyển U23 Việt Nam với thành phần gồm nhiều nhân sự mới đã lên đường sang Dubai tập huấn để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á được tổ chức tại Uzbekistan vào đầu tháng 6 tới. Chuyến bay chở đội cất cánh vào lúc 18 giờ tại sân bay Nội Bài, sau đó quá cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất và nối chuyến đi Dubai vào lúc 23 giờ cùng ngày. Đáng chú ý, khi có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, các cầu thủ đã được nhiều người hâm mộ chào đón, chụp hình và xin chữ ký. Được biết, ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Rapper đã đứng chờ sẵn ở sân bay Tân Sơn Nhất từ rất sớm để đợi các cầu thủ U23 xuất hiện. Ngay khi nhìn thấy đội tuyển, Hoàng Rapper đã lập tức giơ cao lá cờ Việt Nam để tạo sự chú ý và sau đó tìm đủ mọi cách để tiếp cận với các cầu thủ mà mình yêu thích. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập huấn tại Dubai trong khoảng 4 ngày. Dự kiến sẽ có các trận đấu giao hữu cọ sát với đội tuyển U23 UAE vào ngày 28 tháng 5. Ngày 29 tháng 5, đội sẽ di chuyển từ UAE sang Uzbekistan để tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Sáng ngày 25 tháng 5, theo giờ Việt Nam, chuyến bay chở toàn đội U23 Việt Nam đã hạ cánh an toàn tại Dubai. Toàn đội sẽ đóng quân tại khách sạn Alof Dubai Airport, cách sân tập Police Stadium khoảng 4 km di chuyển. Khách sạn Alof Dubai Airport có thiết kế khá sang trọng với đầy đủ tiện nghi. Các đồ vật được trang trí hoa văn đậm chất Dubai, không gian bên ngoài khá thoáng đãng. Sau khi nghỉ ngơi, đội sẽ có 5 ngày tập luyện tại Dubai. Ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có hai sự thay đổi lớn. Đầu tiên là huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được thay bằng người đồng hương Gong Okyun. Kế đến, U23 Việt Nam sẽ không có sự góp mặt của ba cầu thủ quá tuổi là Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức. Theo đó, đội hình vừa giành được tấm huy chương vàng SEA Games 31 chỉ giữ lại 14 cầu thủ và bổ sung thêm 11 cầu thủ khác. Có 3 cầu thủ bị loại khỏi danh sách chính thức tham dự vòng chung kết U23 châu Á là tiền vệ Trọng Long, tiền đạo Hồ Thanh Minh do không được cạnh tranh vị trí và hậu vệ Lê Văn Xuân do chấn thương. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia. U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu ra quân gặp U23 Thái Lan vào ngày 2 tháng 6, gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 5 tháng 6 và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với U23 Malaysia vào ngày 8 tháng 6. Toàn bộ các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam cùng các diễn biến hấp dẫn tại vòng chung kết U23 châu Á sẽ có trên FPT Play bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.